lũ lụt, hạn hán, mất mùa, bệnh dịch, chết chóc, tai nạn diễn ra với con người mà rất nhiều ông bà tổ tiên của nhân loại vào thời cổ đại đã nghĩ rằng có một ông thượng đế đã sắp xếp mọi thứ, hạnh phúc và khổ đau, số phận và vận mệnh. Trên thực tế, ta chính là đạo diễn và người biên kịch bản cho cuộc đời của mình với những bước diễn tiến diễn ra. Cho nên thay vì sợ ông thượng đế, ta hãy sợ lương tâm, ta hãy sợ những việc làm xấu, ta hãy sợ những cái con người tiêu cực, ta hãy sợ những cái tính cách dễ vui, lười biếng, nhút nhát và thiếu bản lĩnh của bản thân mình. Còn nếu ta là người đạo đức, có học, có biết, có nỗ lực, có phấn đấu, không dạ gì ta trở thành là một người giống như là thế giới của bãi cát, sợ cái tương lai có sự huấn luyện, cho nên đánh mất cơ hội trở thành những viên ngọc trai. Các cháu tuổi còn nhỏ có thể chưa rõ về cái công nghệ làm viên ngọc trai. Khi người ta bắt lên một cái con trai và bỏ nó vào trong một cái ao nuôi nhân tạo, thì người ta phải cấy vào trong cơ thể của con trai này một hạt cát. Và cái kháng thể của con trai nó giống như là kháng thể của con người, đẩy ra ngoài những thứ gì không phải nó. Nếu cái lực đẩy đó không đủ sức á, thì lập tức nó tỏa ra một cái chất dung dịch phủ xung quanh cái viên hạt cát này để tạo cái tính cách an toàn cho cái đau và cái dị dạng không có cơ hội lan tỏa, truyền bá, lây lan, phổ biến và lớn rộng. Và nhờ cách làm như thế đó thì cái viên cát sau 5-7 năm trở thành một viên ngọc trai. Và nó càng sáng trừng nào qua 5 tháng nằm ở trong cơ thể của con trai, thì trên thực tế trong thế giới của sự trang sức nó có giá trị tỷ lệ thuận. Việc làm con trai từ một cái con vật không có giá trị qua hạt cát trở thành là một viên ngọc có giá trị, thì ta thấy là mọi thứ trong cuộc đời này không có gì là không sử dụng được. Nếu ta có cặp mắt của một người có nghệ thuật biết khám phá và phát minh, rác sẽ trở thành hoa, cỏ cây đó sẽ trở thành là tiền bạc, tất cả mọi thứ vô dụng sẽ trở thành là những thứ hữu dụng trong cuộc đời. Năm 1997 đến 2002, thầy ở tại Ấn Độ và đặc biệt là bang Chandigarh ở Punjab. Đây là một bang được xem là có môi trường xanh, sạch và đẹp nhất của Ấn Độ. Thế giới du khách của phương Tây đến đây rất là đông vì người ta sống rất là lịch sự và cái không gian rất là thoáng mát. Tại đây nó có một cái công trình nghệ thuật rất đặc biệt và các cháu sẽ rất ngạc nhiên khi đến chỗ này. Nghệ nhân là một chàng thanh niên 28 tuổi đã có một cái phán kiến rất là hay. Tất cả những cái lâm ba bô, những cái bàn cầu, những cái vật phế thể trong nhà vệ sinh vốn là những thứ mà ta rất là nhơ tởm vì nó không có giá trị tái sử dụng, quăng bỏ ở trong các cái bãi rác rất là lớn. Anh bỏ ra nhiều năm trời như vậy, sưu tầm hết tất cả các cái vật phế thải ở trong nhà vệ sinh như thế và lập ra những cái công trình nghệ thuật, tạo ra rất nhiều tượng người, tạo ra rất nhiều cái công trình văn hóa. Và người Ấn Độ có mặt tại Punjab không ai không tìm đến cái khu vườn như thế này, và nó trở thành là một cái sự kiện văn hóa rất là đẹp. Từ những cái vật vô dụng với cặp mắt và cái khối óc phát minh của một người có kiến thức, nó đã trở thành là cái điểm tham quan du lịch và đã tạo ra cái ngân quỹ cực kỳ lớn cho bang này, lấy đó làm các hoạt động từ thiện xã hội. Cho nên ta đừng có sợ là mọi thứ không có giá trị trong cuộc đời, cũng đừng tự đánh giá quá thấp về cái thân phận của bản thân mình mà rơi vào tình trạng mặc cảm tự ti. Có nhiều cháu có khả năng nhưng mà thiếu sự tự tin, cho nên cái khả năng nó bị đóng bít bởi các cái chìa khóa và các ổ khóa, và do vậy các cái nguồn kiến thức, các cái sự khích lệ, các cái nỗ lực sắp tấn của những cha anh đi trước gần như không có cơ hội để thấm thấu vào trong nhận thức của
những cái người thiếu cái bản lĩnh và lòng tự tin. Cho nên ta hãy học theo câu chuyện này, hạt cát đó phải có bản lĩnh, chấp nhận sự đào luyện rất là có ý nghĩa cho bản thân mình. Mà muốn làm như thế đó, đôi lúc ta phải bỏ qua hết tất cả những cái tác động tiêu cực. Nhân danh là tình thương và sự lo lắng cho chúng ta. Có rất nhiều đứa bạn xấu đó, ta biết mình lo học, lo hành, không hút sách, không rượu chè, không chơi bời, không lái xe ẩu, không ăn cắp, không trộm là nó mất đi một đồng minh. Cho nên nó giả vờ rất là quan tâm đến chúng ta. Nó phân tích một cách tiêu cực về cha mẹ của mình. Nó tác động xấu rằng là nếu ông bà cha mẹ của mày mà thương mày thì mày đâu có ra nông nổi như thế này. Là chúng ta khởi lên một cái tâm trạng bất mãn với người thân và xem nó như là cái điểm tựa tinh thần. Kết quả là ta trở thành nạn nhân và nỗi khổ niềm đau đó cả gia đình phải hướng lấy chịu. Hạt cát đã biết rất là khôn, cho nên nó phủ hoài tai, bỏ hoài tai hết tất cả những cái tác động tiêu cực đó. Đã biết rất rõ rằng là con đường duy nhất để nó có giá trị là phải chấp nhận sự đào luyện dài 3 năm. Và khi trở thành hạt sai rồi, cái thân phận của nó sẽ là một viên ngọc quý. Cho nên nếu tất cả các cháu muốn trở thành là những con người đóng góp như là Bill Gates, hay là Bill Clinton, hay là Barack Obama, hay là những nhân vật lỗi lạc tài ba. Còn ai thích về các lĩnh vực nghệ thuật thì trở thành những người bắt chước theo những tấm gương đó. Muốn cái gì ta phải nỗ lực gấp 2, gấp 3 lần. Đừng so sánh với chúng bạn kém hơn mình. Mình sẽ hãnh diện tự hào và dừng lại ở cái chỗ ngủ quên trên chiến thắng. Muốn được điểm 7, ta phải bắt chước người điểm 10. Muốn trở thành là á quân thì ta phải theo đuôi cái người quán quân. Phải nỗ lực nhiều hơn thì ta mới có cái kết quả như mà mình mong muốn. Đó là nghệ thuật tự khắc phục về tâm lý. Còn hài lòng, thỏa mãn, so sánh với những người kém hơn mình á, thì ta sẽ đứng yên một chỗ. Và đây không phải là sự gọi là lựa chọn sáng suốt của chúng ta. Cho nên phải biết chấp nhận thời gian, không gian, điều kiện để tự huấn luyện và biến mình trở thành là người hữu dụng trong cuộc đời. Bây giờ thầy sẽ kể đến câu chuyện thứ tư. Câu chuyện nói về cái cạm bẫy rất là nguy hiểm mà tất cả chúng ta có thể bị vấp phải. Đó là câu chuyện của con lươn và cá rô. Ở đây cháu nào ở vùng sông nước thì giơ tay lên cho thầy coi. Rất nhiều. Như vậy là đều biết đến con lươn phải không ạ? Đều rõ về con cá rô. Con lươn á thì mắt hiếp. Con cá rô á thì cái lòng trắng của nó đỏ ngầu. Các con, các cháu có biết lý do tại sao mà con lươn mắt hiếp và cá rô đỏ ngầu không? Biết không? Không biết thì thầy sẽ kể câu chuyện dân gian Việt Nam lý giải về hiện tượng này. Chuyện kể rằng lươn và cá rô là đôi bạn chí thân. Và họ cam kết với nhau đó, mỗi khi có niềm vui nào, không hưởng một mình, mà phải chia sẻ với người bạn tâm đầu ý hợp. Lương đó có được cái lợi thế là thân thể dài, mình trơn, ướng luộng rất là dễ dàng trong mỗi tình thế của nước sông. Cho nên nó rầy đây mai đó và phát hiện ra ở một khu vực nọ đó có rất nhiều mồi ngon. Quay trở về rủ bạn cá rô. Cá rô nói là tôi mới ăn mồi xong, no lắm rồi, chưa có cảm giác đói, cho nên thôi anh ăn một mình đi. Lưu nói nếu ăn một mình á thì tôi đã không quay về đây để rủ bạn, cho nên bạn hãy nên vì cái tình thân của tôi và tấm lòng của tôi, đừng để tôi bị cục hứng một mình. Và cả hai đã tung tăng đến cái nơi có rất nhiều các con mồi. Trước mặt chúng á là một cái sọ, đầu á vào ở hai phía thì to, càng vô trong á là những cái thanh tre nó càng eo hẹp trở lại. Còn lươn chui vào rất là dễ, con cá rô phải lách mình vài ba cái mới có thể lọt vào được bên trong. Và chúng đã quên đi